Hôm nay miền Bắc tiếp tục đón nhận thêm một đợt lạnh bổ sung có cường độ yếu nên duy trì thời tiết lạnh. Trong khi đó, khi về đến miền Trung, không khí lạnh đã gây ra những trận mưa rất lớn. Tổng lượng mưa trong 3 ngày qua lên đến gần 200 mm, khiến mực nước trên hệ thống sông suối lên nhanh và có khả năng gây ra lũ quét và sạt lở đất. Với hướng di chuyển lệch đông, khối không khí lạnh mới sẽ duy trì tình trạng nhiều mây, ít nắng và đôi lúc còn lất phất những hạt mưa. Nền nhiệt trong ngày hôm nay ở Hà Nội gần như ngang bằng so với ngày hôm qua, cao nhất là 22 độ. Tuy nhiên cảm giác rét hơn vì thời tiết âm u lại có mưa nhỏ. Còn khu vực Trung Bộ do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh và một trường gió trên cao đã gây ra mưa vừa đến mưa to cho các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. Tổng lượng mưa 3 ngày qua được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thống kê lại ở một số trạm lớn phổ biến từ 200 mm đến gần 300 mm. Do vậy hôm nay mực nước trên các sông ở Thừa Thiên Huế và Bình Định lên mức báo động 1. Các sông ở Quảng Ngãi dao động từ báo động 1 đến báo động 2. Còn các sông ở Quảng Nam thì dưới mức báo động 1. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng dễ xảy ra nên người dân cần chú ý đề phòng.